nay chúng ta sẽ là sáng sớm luyện não ngày thứ 14, tròn 2 tuần thầy trò chúng ta chiến đấu với nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ làm cái luyện đề luyện phản xạ hóa học đề số 04 ạ. Chiến đấu đó. Let's go. Các bạn làm sao phải comment đáp án nhanh hơn thầy nhá. Phải nhanh hơn thầy. Những cái luyện não phản xạ hóa học này là chúng ta phải làm để mà chúng ta đua với thầy giáo, nhưng phải chính xác. Ok không? Chiến đấu nhá. Let's go. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của acetylen? Nào, câu số 1. Acetylen anh nào? CH. Nối 3CH. Đúng chưa? Vậy dãy đồng đẳng ạ? Dãy đồng đẳng của acetylen là nó phải có liên kết 3. Đúng không em? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu số 2. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nhọ? Nào, câu số 3. Đường nhọ thì ta có là fructose là đường mật ong, sắc là đường mía, và ta sẽ có glucose là đường nhỏ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B. Câu số 3. Anilin C6H5NH2 phản ứng với dung dịch nào sau đây? Thì anilin C6H5NH2 là nó có tính bazơ nhá. Tính bazơ yếu. Được không ạ? Và với tính bazơ yếu này thì nó sẽ phản ứng được với dung dịch HCl. Đúng không? Acid tác dụng với lại bazơ để tạo thành muối, và chính vì vậy nên chúng ta hay sử dụng anh HCl. Nhà chúng ta hay sử dụng anh HCl dùng để làm sạch cái ống nghiệm để chứa dung dịch anilin. Bởi vì là anilin ấy thì nó ít tan trong nước, nên là khi mà cho nước vào ạ thì nó sẽ bám lại bên trong cái thành ống nghiệm đấy. Chính vì vậy là nó rất khó để rửa, nên là thường là hay cho HCl vào để nó chuyển thành muối. Và khi nó chuyển thành muối xong thì nó sẽ dễ bị phản ứng. Được chưa? Và chúng ta sẽ dễ làm sạch. Ok nhá. Câu số 4. Hello thầy, chào Nhật Linh. Linh sáng nay dậy sớm đấy. Được. Câu số 4 ạ. Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ? Nào. Câu số 4 ạ. Phân tử chất nào sau đây ạ chứa nguyên tử nitơ? Chú ý là nguyên tử nitơ nhé. Bạn chú ý là cái từ khóa ở đây là nguyên tử nitơ. Nào. Phân tử chất nào sau đây ạ chứa nguyên tử nitơ? Chứa nitơ thì nó sẽ gì ạ? Tinh bột là không đúng không? Tinh bột với nó là C6H10O5, tất cả nó là không. Glucose là C6H12O6 cũng không. Acid acetic CH3COH cũng không. Ở đây chỉ có thể là metinamin. Bởi metinamin nó là CH3NH2. Đúng không? CH3NH2 có. Câu số 5. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát bị điện phân nóng chảy? Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy? Kim loại nào? Hello Nhật Linh nhá. Nhật Linh làm tốt đấy. Cố gắng phấn đấu sáng nào cũng dạy em nhá. Thế mới xứng đáng học sinh thầy mình. Các bạn cùng comment đáp án ạ. Kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Lưu ý thầy nhá, điện phân nóng chảy thì chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng trước nhôm. Vậy nên là có nhôm, lấy luôn nhôm. Đáp án A luôn. Câu số 6. Số nguyên tử H trong phân tử metin acetat ạ. Số phân tử H trong phân tử metin acetat. Metin acetat là CH3COO CH3. Hay công thức phân tử nó là C3H6O2. Đúng chưa? Vậy số nguyên tử H có trong phân tử đấy là có 6. Đáp án B. Câu số 7 ạ. Câu số 7 nào các em. Nào 7 các bạn chọn đáp án gì nào? Nhanh tay lên các em. 7 ạ. Mạnh mẽ lên. Câu số 7. Dung dịch nào sau đây tác dụng H24 tạo ra chất kết tủa? Dung dịch nào sau đây tác dụng H24 tạo ra chất kết tủa? Thì nó chỉ có thể là gì ạ? Ba hai lần để tạo ra kết tủa là BaSO4. Được chưa? Câu số 8. Câu số 8 ạ. Câu số 8. Thì mình rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học cùng thầy mình. Và cái việc mà các em comment đáp án cũng như cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học lại về tưởng đó như là một nguồn động lực để hỗ trợ giúp thầy mình có thể dậy sớm được cùng với các em đến ngày hôm nay là ngày thứ 14 rồi. Và chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước nữa. Chúng ta còn xem khoảng độ tầm 26 hôm nữa để thầy trò chúng ta cùng dậy sớm với nhau để thầy mình ôn chiến đấu cùng với các em trong các kỳ thi cuối cùng của cuộc đời học sinh này. Nào câu số 8 ạ. Câu số 8 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 8. C7H35CO tất cả 3 lần C3H5 thì thu được muối là C17H35CONH2. B. Câu 9. Câu 9 ạ. Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa yếu nhất? Câu 9 ạ. Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa là yếu nhất?
thì ngược lại thì tính khử của kim loại đấy nó phải là mạnh nhất, đúng không em? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, Na cộng. Câu số 10. Câu số 10, mạnh dạn comment đáp án các em nhé. Mạnh dạn comment đáp án. Mạnh dạn vào. Được chưa? Một lần sai là một lần nhớ, sai 10 lần thì nhớ cả đời. 10 ạ, kim loại X, kim loại cứng nhất. Cứng nhất. Vậy nó là CR, C. 11. Đun sôi hỗn hợp gồm anconitric và acetic. Acid acetic thì sẽ xảy ra phản ứng gì? Anconitric và acid. Ancon và acid hữu cơ. Thực tế là ancon và acid hữu cơ thì nó sẽ xảy ra phản ứng gì ạ? Este hóa, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Mạnh mẽ đấy các em nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 11 đáp án A. 12. Tơ tằm nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp ạ? 12. Tơ tằm nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? Mạnh mẽ lên các em nhá. Nào, tơ tằm nào sau đây là thuộc loại tơ tổng hợp? Tơ nào ấy? Sorry, đọc nhầm. Tơ nào sau đây thuộc tơ tổng hợp? Thì tơ tằm không phải tổng hợp, tơ tằm là thiên nhiên nhá. Đúng không? Visco là bán tổng hợp, acetat là bán tổng hợp. Vậy ta chỉ có gì ạ? Capron. Các bạn nhớ kỹ cho thầy nhá. Tơ visco và tơ acetat là tơ bán tổng hợp, chỉ cần nhớ hai cái thằng này thôi. Câu 13. Câu 13. Nào, tuyên dương câu 12 đáp án B. Cái phần polymer nhiều bạn sợ, đúng không? Nào, 13. Phân tử chất nào sau đây chứa một nhóm amino và hai nhóm carboxin? Ôi câu này dễ quá. Câu này về là amino acid, đúng không? Thằng nào mà chứa một nhóm amino và hai nhóm carboxin nhỉ? Nó chỉ có thể thằng acid của glutamic, đúng không? Hai nhóm COH và một nhóm NH2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. 13. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhá. Rồi. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 13 đáp án B. Xem nào, bạn nào comment sớm nhất câu 13 tuyên dương cái đọc cái. Tuyên dương bạn Cù Quỳnh Như, tuyên dương bạn Thúy Nga, tuyên dương bạn Lương Thùy Trang, tuyên dương bạn Đỗ Nguyên Vĩ, tuyên dương bạn Tường Vi. Được chưa? Tuyên dương bạn Bình Bấm, tuyên dương bạn Khánh Hòa là những cái bạn mà đã comment sớm nhất đáp án câu số 13. Tuyên dương tất cả bạn và các em. Câu 14. Mạnh mẽ comment lên các em nhá. Mạnh mẽ comment đáp án đây. Chất phản ứng với AgNO3 trong NH3 đun nóng tạo thành bạc. Chất nào mà phản ứng với AgNO3 trong NH3 mà đun nóng mà lại sinh ra bạc thì nó chỉ có thể là C, glucose thôi. Chỉ có thể là C, glucose thôi các em ạ. Câu 15 ạ. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là nó là C2H5COOC2H5, đúng chưa các em? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là ethyl propionate. Đáp án đúng là đáp án D. 15 đáp án D. 16 nào. 16 nào. 16 các bạn chọn đáp án gì? 16 ạ. 16 các bạn chọn đáp án nào? Số liên kết peptide. Thế thì số liên kết peptide nhé, thầy phải nhắc lại là liên kết peptide là nó được tạo bởi từ gì ạ? Từ là liên kết giữa NH và CO của các cái anh alpha amino acid, đúng không? Vậy đây là 1 này, 2 này, 3 này. 3 thì chúng ta cứ nhớ đấy, đếm là 1 hoặc là tripeptide hoặc là chúng ta ghi chú ý là N peptide. Thì chứa N-1 liên kết peptide. Ok chưa? N peptide thì chứa N-1 liên kết peptide. Như thế cho nó ấm các em nhá. Như thế cho ấm. Câu 17 ạ. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nhá, các bạn chú ý ạ. Gạch chân từ khóa ở đây là từ trùng ngưng. Nào, polybutadiene là trùng hợp, bỏ. Polymethylmet acrylate trùng hợp, bỏ. Polyacrylonitrile trùng hợp, bỏ. Nylon 6,6 một cái có mỗi thằng nylon 6,6 thôi. Được chưa? Mỗi thằng nylon 6,6 thôi. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 1. Câu 18. 18. 18 các bạn chọn đáp án gì? 18 nào các em. 18 các bạn chọn đáp án nào? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học này của hôm nay của người Minh ạ. Nhớ chia sẻ buổi học này nhá và tag tất cả các bạn và các em vào đây nhá. Bởi vì đây là một buổi live free. Câu 18. Đốt cháy 12 gam este, ta thấy số mol CO2 bằng số mol nước nên chắc chắn este của chúng ta là etanol. Đơn. Hả? Và cộng O2. Vậy nên chúng ta sẽ đi tìm một số mol O2 chính bằng khối lượng của CO2 nhân 44 cộng khối lượng của nước 0,4 nhân 18
trừ khối lượng của este 12 được bao nhiêu chia 32. Nào các bạn bấm giúp thầy mình xem bằng bao nhiêu. Các bạn bấm giúp thầy mình xem bằng bao nhiêu. Bằng bao nhiêu các em? Nào, bấm giúp thầy mình xem bằng bao nhiêu. Giờ thầy mình đi lấy máy tính. Giờ thầy đi lấy máy tính ý. Nào các bạn bấm máy tính xem bằng bao nhiêu. Đấy, máy tính thầy mình bây giờ mới hiện lên này. Máy tính thầy mình bây giờ mới hiện lên này. Xem nào, 0,4 nhân 44 cộng với 0,4 nhân 18 trừ đi 12 bằng chia cho 32 bằng số mol O2 chúng ta bằng 0,4. Vậy đến đây mình chúng ta đi bảo toàn nguyên tố O. Thì trong este này có 2 lần số mol este cộng 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol nước. Và đến đây chúng ta sẽ tìm được số mol của este. Đúng không? Ta sẽ có số mol este bằng 2 lần số mol CO2. Số mol CO2 chúng ta là bằng 0,4 nhỉ? 0,4 nhân 2 cộng số mol nước của chúng ta là 0,4 trừ đi 2 lần số mol O2, 2 nhân với số mol O2 mình thì tìm được là 0,4. Được bao nhiêu chia 2? Được chưa? Vậy là nó chỉ còn là 0,2 thôi, số mol este là 0,2. Vậy 0,4 mà chia 0,2 thì nó là C2H4O2 các em nhé. C2H4O2, vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? C2H4O2, đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Ấm chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Nào câu 19 nào. Câu 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? Nào khẩn trương các em ạ, comment. Đây là cái chuỗi buổi học luyện não sáng sớm cùng với thầy mình. Và ở đây chúng ta đang luyện những cái câu về luyện phản xạ hóa học để chúng ta luyện cho cái não chúng ta không bị say ngu những câu lý thuyết hóa vào buổi sáng sớm nữa. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy mình. Tất cả các bạn của các em ở đây. Hello, chào Nguyễn Đạt. 19 ạ. Mờ gam sắc hòa tan. Ui câu này hay. Câu này quá hay luôn. Câu này quá hay luôn. Nha, ta có này. 2 lần thằng sắc thì mới đớp 1 thằng CO2 này lần. Nhớ cái tỷ lệ. Vậy ta sẽ có số mol của CO2 này lần là bao nhiêu? 11,76. Chia cho CO là 64 cộng với 17 nhân 2 bằng 0,12. Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ suy ra được số mol của sắc. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ suy được số mol của sắc 0,12 nhân 2 bằng 0,24. Vậy ta sẽ tìm được khối lượng của sắc. Đúng không ạ? Là 0,24 nhân với lại 342 bằng bao nhiêu đấy ạ? 82,08. Rồi, vậy đáp án câu 19 của chúng ta là đáp án A nhá. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A nhá. À, ok. Ok. Xịn chưa? Em xịn chưa? Cẩn thận không là toang nhá. Rồi, câu 20 ạ. Nào, 20 các bạn chọn đáp án gì ạ? 20 các bạn chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương này, phát biểu nào sau đây gạch chân từ khóa này, không đúng nhá. Nào gạch chân từ khóa, không đúng. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Nào các bạn cũng comment đáp án để mình nhìn xem đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu 20 ạ. Luyện não sáng sớm của người mình. Chúng ta phải luyện não, luyện phản xạ hóa học để làm sao cho cái não chúng ta thật nhanh, tốc độ xử lý thật nhanh. Nào, 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptide, đúng. Amino acid là hợp chất hữu cơ đa chức. Đa chức sai chưa? Nó phải là gì ạ? Nó phải là tạp chức. Vậy không đúng, đáp án chính xác của chúng ta 20 là đáp án B kèm nhá. Đây là không đúng. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiễu của thầy mình. Rồi, tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Câu 21. Chất nào sau đây vừa tác dụng dung dịch AgNO3 trong NH3 vừa tác dụng H2? Tác dụng với AgNO3 trong NH3 có nghĩa là nó trắng bạc. Đúng chưa? Tác dụng với AgNO3 trong NH3 là nó trắng bạc. Ở đây thì mình nhìn thấy rất nhiều bạn chọn C. Thì axit glutamic có tính lưỡng tính là đúng nhá, bởi vì nó có nhóm COH và nhóm NH2.
CH thể hiện tính axit, NH thể hiện tính bazơ. Đấy chưa? Rất nhiều bạn bị sai câu này. Thôi, quay trở lại đây sang câu 21 này. 21. Chất nào sau đây vừa tác dụng với AgNO3 trong NH3? Thì tác dụng được với AgNO3 trong NH3 là nó phải trắng bạc, đúng không? Vậy cháu này không trắng bạc, cháu này không trắng bạc, loại bỏ những cháu không trắng bạc đi. Và tác dụng được với H2 thì nó phải có nối đôi CC. Đúng không? Tác dụng được với H2 nó phải có nối đôi CC. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 21 đáp án B. Và bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo. Câu số 22 ạ. Nào câu 22 các bạn chọn đáp án gì nào? Dẫn khí CO dư. CO dư này. Qua ống sứ đựng bột E3O4 thu được Fe. Thế thì chúng ta đi bảo toàn Fe là sao? Được chưa? Vậy thì cái câu chuyện chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số mol F3O4 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số mol F3O4. Thế tìm số mol F3O4 nào? Là đi tìm số mol F3O4 nào? Ta có 11,6 chia cho 232 bằng số mol Fe3O4 bằng 0,05. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt nhé. Mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố sắt các em nhé. 0,05 nhân 3 bằng 0,15. Vậy nên mình tìm được khối lượng của sắt. Nhân 3 nhân 5, 6 bằng bao nhiêu đấy ạ? 8,4. 8,4 với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Các em nhé. Ok ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Luyện não sáng sớm. Ở đây chúng ta có cả tính toán. Bởi vì làm sao? Chúng ta phải luyện để chúng ta tính toán những câu dễ, chúng ta giảm thiểu cái khả năng bị sai xuống. Nhá. Câu số 23. Khối lượng etinamin cần để phản ứng vượt đủ với HCl. Thì trong đầu chúng ta nhớ ạ, etinamin là C2H5NH2, đúng không? Và CH5NH2 thì nó có một NH2, và do nó có một NH2 thôi nên nó sẽ phản ứng tỷ lệ 1:1 với HCl. Ok không ạ? Và do nó phản ứng 1:1 với HCl nên số mol CH5NH2 nó cũng là 0,15. Và hoàn toàn nó cũng là 0,15 thì ta sẽ tìm được khối lượng của nó. Mình lấy 0,15 nhân phân tử khối của CH5NH2. CH5NH2 là 29 cộng với lại 14 cộng với 2 thì bằng, kết quả chúng ta là bằng 6,75 gam, đúng không? 6,75 gam. Thì mình nhiệt liệt hoan nghênh tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng của chúng ta là 23, đáp án A. Đấy, tuyên dương bạn Tường Vi, bạn Nguyễn Đạt, Linh Nhật, tuyên dương Trịnh Thu Phương, tuyên dương Phương Anh, tuyên dương Hoàng Nguyên, tuyên dương Cú Quỳnh Như, tuyên dương Quỳnh Mai, tuyên dương Phong Phạm, tuyên dương Minh Long, đấy, tuyên dương Giang Lê, tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment rất đúng câu số 23. Mình sang câu tiếp theo, câu số 24 ạ. 24, phát biểu nào sau đây là đúng? 24, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Khẩn trương em nhé, phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các kim loại đều tan tốt trong nước nhiệt độ thuộc. Sai, đúng không? Sai le luôn. Cho Fe tác dụng hoàn toàn với FeCl3 dư. Cho Fe tác dụng hoàn toàn với FeCl3 dư. Thu dung dịch chứa một muội FeCl3 dư thì Fe cộng FeCl3 dư chúng ta sẽ có FeCl2 và FeCl3 dư, đúng không? Vậy loại chưa? Dùng khối ZN để bảo vệ điện hóa của tàu bằng thép, đúng. Điện phân KNCl thu được kim loại K ở anode là sai, thu được K ở cathode. Vậy đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Chính xác của chúng ta là đáp án C. 25 đáp án C. 25 đáp án C. Có bạn nào lác mắt chọn 25 dây không? À, hay có bạn nào lác mắt chọn 24 dây không? À may quá, không có bạn nào bị lác. 24 đáp án C. 25 này. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? 25 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đấy, đọc lẻ toang đấy. 25 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tristerin tham gia phản ứng cộng. Sai, thằng này là chất béo no, không thể cộng H2 được, đúng không? Chất béo là triester của ethylene glycol. Sai, chất béo phải là triester của glycerol chứ không phải là của ethylene glycol. Đấy, các bạn lưu ý nha. Các chất béo thường không tan trong dung môi hữu cơ. Chất béo lại thường tan trong dung môi hữu cơ mới đúng. Nó thường không tan trong nước. Phản ứng xà phòng hóa, chất béo là phản ứng một chiều. Cái này mới đúng này. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D này. Đáp án D mới là đáp án chính xác các em nhá. Câu 26 ạ. Câu 26 ạ. 26 các bạn chọn đáp án nào ạ? Comment đáp án khẩn trương các em ơi. 26 các bạn chọn đáp án nào ạ? 26 là một câu cực kỳ dễ. Đúng không? 26 là một câu cực kỳ dễ. Các bạn cùng comment đáp án thật nhanh thì mình nhìn xem nào. 26 các bạn chọn đáp án nào?
26 ạ. Hãy cho thầy mình đáp án câu 26. Khẩn trương, thật nhanh. Thật nhanh mới kịp, phải thật nhanh. Đúng không ạ? Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH? Valin có đúng không? Có nhóm COH là có. Gliala là có, NHCO là có. Đúng không? Lysin là có, COH là có. Vậy chỉ có gì ạ? Metinamin là không phản ứng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 26 là đáp án C. Câu 27 ạ. Chất nào sau đây không làm mất vào dung dịch nước brom? 27 ạ. Chất nào sau đây ạ? Không làm mất vào dung dịch nước brom ạ? Chất nào không làm mất vào dung dịch nước brom nhá? Anh nào ạ? Phenol tác dụng với brom ở điều kiện thường tạo nên kết tụ màu trắng. Mất vào CH3CHO mất màu nước brom, đúng không? Vậy phản ứng anh này có nối đôi CC phản ứng. Vậy chỉ có A. 27 đáp án A là không làm mất màu nước brom nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. 28 ạ. Carbon dioxide CO2 phải thật nhanh nhá. Comment đáp án thật nhanh. 28 ạ. Carbon dioxide ạ. Không tác dụng với chất nào sau đây? CO2 nó là một oxit axit. Đúng không? Các bạn lưu ý nhá. CO2 nó là một anh oxit axit. Vậy nó sẽ tác dụng với Na2CO3 tạo thành NaHCO3. Tác dụng với CaOH lần tạo thành kết tủa CaCO3. Tác dụng với NaOH tạo thành Na2CO3. Vậy nó sẽ không tác dụng với NaHCO3. Và đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A nhá. 28. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Xin chia buồn với các bạn đã chọn nhầm đáp án câu 28. Đấy, nhiều bạn chọn 28C đây này. Nhiều bạn chọn 28C này. Xin chia buồn với các bạn đã chọn đáp án sai của câu 28. Và các bạn nhớ mãi cho thầy mình rằng là gì ạ? Sai một lần, nhớ cả đời. Nếu mà chúng ta mà không chọn sai thì chúng ta sẽ không bao giờ nhớ nhá. Câu 29 ạ. Chất nào sau đây là chất béo ạ? 29 ạ. Chất nào sau đây là chất béo ạ? Các bạn cùng chọn cho thầy xem nào. 29 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Chất nào sau đây là chất béo? Chất béo nào? Tripamitin. Đáp án chính xác là đáp án B. Quá đơn giản. 30. 30. 30. Ok chưa? Phòng phạm ơ đây này. 8,8 gram este X đơn chức phản ứng hoàn toàn dung dịch NaOH thu được 3,2 gram C3H. Số mol của C3H là 0,1. Vậy suy ra este X cũng là 0,1. Vậy suy ra phân tử khối của X bằng 88. Phân tử khối bằng 88 suy ra nó là C4H8O2. Đúng không ạ? Và khi ta suy ra nó là C4H8O2 rồi ấy, thì tiếp tục ta sẽ có rằng là este nó sẽ là C2H5COOCH3. Tên nó sẽ là metin propionate. Đúng không ạ? Metin propionate. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ luôn. 30 đáp án C. Rất ấm. Úi 30 đứa nào chọn A này. Úi dồi ôi, xin chân thành chia buồn với các bạn. 30 chọn A nha. Chia buồn với Nguyễn Đạt em nha. Chia buồn với Phong Phạm nha. Úi dồi ôi 30 chọn A kìa. Trời ơi. Một lần sai là một lần nhớ nha. Sai một lần nhớ cả đời. Nhớ chưa? Quá buồn. Câu 31 chất nào sau đây amin bậc 3? B, CH3 tất cả 3 lần nào. Được không? 32 công thức phân tử của anconetilic. Anconetilic đừng bị nhầm nha. Anconetilic là C2H5OH. Hay viết gọn lại, hay viết gọn lại, nó chính là C2H6O. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 33. Chất nào sau đây có tính khử mạnh nhất? Khẩn trương nào các em, comment nhanh lên. Thầy mình đang tăng tốc, làm sao các bạn lại comment nhanh hơn cả thầy cơ. Câu 33. Chất nào sau đây tính khử mạnh nhất? Tính khử mạnh nhất là gì ạ? Tính khử mạnh nhất là gì ạ? Là nó phải là gì ạ? Chúng ta đọc theo dãy điện hóa thôi. Khi nào ba cần mua? Khi nào ba cần mua vậy thì đó là anh gì ạ? MG. 33 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A nhá. À, câu này thì không bạn nào bị nhầm rồi. Và tự số nguyên tử oxy trong phân tử sắt. Này. Số phân tử oxy trong phân tử sắt là nhiều bạn nhầm đấy, nhiều bạn cuống là nhầm đấy. Tại vì các bạn không chịu ghi cái công thức này. Đúng không? Sắt là gì ạ? C12H22O11. Thế thì O ở đây bây giờ mình ghi ra thì mình bình tĩnh, mình thong thả, mình thư thái thì mình chọn được là 34 đáp án C. Còn nếu không mình cuống là mình chọn là 34 đáp án A đấy. Sẵn sàng nhiều bạn là làm như vậy mà. Đúng không? Đây này, thế nhìn thấy có 34 chọn A rồi này. Thế có bạn 34 chọn A rồi đấy. Chia buồn với bạn 34 chọn A nhé. Rồi 35 ạ. 35 ạ. 35 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án nào? Các bạn cũng comment đáp án xem nào. 35 ạ. Để chúng ta đang luyện não sáng sớm. Luyện phản xạ hóa học các em ạ.
Kim loại nào sau đây tác dụng H4 loãng, sinh được khí H2? Nào, kim loại nào sau đây tác dụng H2 4 loãng mà sinh được khí H2? Thì kim loại đấy nó phải đứng trước H trong dãy điện hóa đúng không? Thì nó chỉ có thể là gì? ZN mà thôi nhá. Câu 36 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng? 36 ạ, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Ở nhiệt độ thường CO khử được A là 2 ạ? Nhiệt độ thường CO khử được A là 2 ạ? Không ạ. Không, khử làm ra được. CO chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau nhôm thôi. Kim loại K có độ cứng lớn hơn crom. Úi dồi, kali rồi cứng hơn crom, vớ vẩn. Bỏ nha. Cho Fe vào CuNO3 lần sẽ đan mòn điện hóa, cái này đúng này. Fe vào thì đẩy CU ra, ta sẽ có hai cặp điện cực khác nhau về mặt bản chất và tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung chất điện ly. Vậy phát biểu đúng của chúng ta đó là đáp án C, có xảy ra đan mòn điện hóa học. Câu 37, phát biểu nào sau đây là sai? 37 nào, phát biểu nào sau đây là sai? Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. Sai, tinh bột mà thủy phân thì chúng ta phải thu được gì cơ? Glucose. Aminopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Thủy phân hoàn toàn sen thu được glu. Chính xác. Fructose và glu là đồng phân nhau. Chính xác. Vậy sai chúng ta là A. 37 đáp án sai của chúng ta là đáp án A nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 37 đáp án A. Và thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án cùng với thầy mình. Cái việc mà các em theo dõi comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này, đó là một cái nguồn động viên cực kỳ to lớn để thầy mình có thể sáng nào cũng dậy sớm live stream cùng các em và chiến đấu cùng các em cho đến những ngày thi cuối cùng nhá. Câu 38, anh này glycine đúng không? Chúng ta sẽ tìm được số mol glycine đấy ạ. Số mol glycine chúng ta là 2,25, chia cho phân tử khối là glycine nhé, các bạn phải thuộc phân tử khối nó nhá, chia 75 bằng 0,03 mol. 0,03 mol để chưa, tác dụng hết với nào, thu được muối. Vậy muối của chúng ta nó là H2N CH2 CONA các em ạ, cũng là 0,03 nhá. Phải hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của M 0,03 nhân mạng ngoặc đơn này, 75 cộng 22 bằng 2,91. Với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá, 2,91 đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. 39 ạ, 39 nào các em, 39 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương nào, mạnh mẽ nào. 39 ạ, anhít acetic CH3CHO đúng chưa? Vậy thì đáp án nó chỉ có thể là đáp án gì thôi? Đáp án A thôi. Dễ à? 40 ạ. Thủy phân triglyceridic trong dịch não hoắt thu được với công thức của nó. Đây nhìn này, C15H33. Vậy thì chắc chắn nó phải là gì ạ? Này là gõ đề sai. Này gõ đề sai, C15H31 thôi. Đúng chưa? Vậy thì nó là C15H31 tất cả 3 lần C3H5. Đáp án đúng của chúng ta 40 là đáp án A các em nhá. Câu 41. 11,2 gram kim loại sắt. Nào khẩn trương nhanh, nhanh comment thật nhanh. Lấy máy tính comment thật nhanh nào. 11,2 gram Fe, chúng ta sẽ tìm số mol Fe 0,2. Vậy ra được 0,2 mol Cu. Vậy khối lượng Cu là 0,2 nhân 64 đúng không? 0,2 mà nhân với lại 64 thì bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các em? 0,2 mà nhân với 64 bằng bao nhiêu? 41 đáp án gì ạ? Đúng rồi, 12,8 đáp án C. C là đáp án chính xác của chúng ta nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. 42 ạ. Chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? 42. Chất nào sau đây chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? Anh nào ạ? Alanin đúng không? Tại vì alanin có chứa nhóm NH2 và nhóm COH nên nó sẽ chứa N trong phân tử. Rất dễ. 43. 43 nào các em? 43 các bạn chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương comment đáp án ạ. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần chúng ta sẽ nhớ được cả đời. Sai một lần nhớ cả đời các em nhé. Etin format HCO CA5 C. 44. Hòa tan hết 1,8 gram kim loại R hóa trị 2 trong H4 loãng thì số mol H2 do kim loại R hóa trị 2 nên số mol kim loại, số mol H2 chính bằng số mol kim loại R 0,075. Vậy ta tìm được R, phân tử khối R bằng 1,8 chia 0,075 bằng 1,8 ạ. 1,8 mà chia 0,075 bằng bao nhiêu các em? 0,075 bằng bao nhiêu? 24. 24 thì nó chỉ có thể là anh kim loại nào? 24 nó chỉ có thể là anh kim loại nào? Mg đúng không? Rất chính xác, đáp án chính xác của chúng ta đáp án A. Câu 45 ạ. Polyacrylnitrile được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Polyacrylnitrile nhá, được điều chế trực tiếp từ monomer nào? Từ vinyl cyanua các em ạ.
từ vai nin xen của đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Câu này rất dễ bị nhầm nhá. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 45 đáp án C. Tuyên dương Trần Thu Linh, tuyên dương Hoàng Nguyên, tuyên dương Lương Thùy Trang, tuyên dương Chan Trúc Pi, tuyên dương Nguyễn Văn Bảo, tuyên dương Ly Nhàn, tuyên dương tất cả các bạn và các em đã và đang nhiệt tình theo dõi cũng như comment ủng hộ cũng như là chia sẻ lại buổi học này lại. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. 46 nào, tăng tốc. 46 các bạn chọn đáp án gì ạ? 46 ạ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Thì quỳ tím nó chỉ làm chuyển màu với anh như anh gì ạ? Như anh ba sơ thôi. Vậy đó là A. 46 đáp án A. Nào mắt 47 nào. 47 nào. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng là lớn nhất? Thì kim loại mà có khối lượng riêng lớn nhất thì nó sẽ phải là thằng oxymi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 48 nha. 48 các bạn chọn đáp án gì ạ? 48 nhanh tay nào các em ơi. Khẩn trương là 48 nào. Este công thức là C4H8O2. Thủy phân trong 2 bốn loãng thu được axit acetic. Vậy thì nó chỉ có thể là CH3, COO, CH5. Và chất hữu cơ Y, chúng ta là C2H5OH. Đúng không ạ? CH5OH, vậy thì đáp án chính xác của chúng ta chỉ có thể là đáp án D mà thôi. Được chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé. 49 ạ. Nào 49 ạ. Tính toán thật nhanh nào các em. 49 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thật nhanh, phải thật nhanh. 49 ạ. Ta có 1 glu, ta thu được 2 bạc. Ta tìm được số mol bạc là bằng 1,08 chia 108 bằng 0,01. Vậy ta tìm ngược lại được số mol glu 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,005. 0,005 mà nhân với 180 ạ. 0,005 mà nhân 180. 0,005 nhân 180 bằng bao nhiêu ạ? 0,1 ở đây dung dịch glucose 1% bằng 0,9. Đúng không? 0,9 nhưng mà đây là mờ dung dịch thì phải chia cho 0,01. Chia cho 0,01 bằng 90. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Các em chú ý đây là dung mờ gam dung dịch glucose 1%. Và đề bài hỏi chúng ta là mờ gam dung dịch glucose 1% cơ. 50 nào. Khẩn trương tính toán thật nhanh lên các em. 50 nhiều bạn chọn C. Đang nhìn thấy có rất nhiều bạn chọn 50 C. Sẽ nào các bạn khác chọn có phải là 50 C không ạ? Metinamin là CH3NH2 thì nó ăn 1HCl thôi, nên số mol nó chính bằng số mol HCl nhá. Đúng chưa? Ta sẽ có là 0,01 mà nhân với lại 31. 0,01 nhân 31 thì bằng 0,31. Đáp án D là hoàn toàn chính xác. Thế mình tuyên dương bạn Nguyễn Thị Khánh, tuyên dương bạn Lê Nhàn, tuyên dương bạn Khải Minh, Mai Nguyễn, Đỗ Nguyên Vĩ, Trịnh Thu Phương là những bạn đã comment đáp án 50, đáp án D. Tuyên dương tất cả các bạn và các em. Nào, tiếp tục. 51 à? Luyện phản xạ hóa học chúng ta phải chiến luyện não sang sừng. Ở nhiệt độ cao CO khử được oxit nào sau đây? Nào, ở nhiệt độ cao CO khử được oxit nào sau đây? CO sẽ khử được oxit, những anh oxit mà đứng sau gì ạ? Đứng sau nhôm trong dạy điện hóa nhá. CO sẽ khử được oxit đứng sau nhôm trong dạy điện hóa, vậy nó sẽ khử được dây CO. 52. Kim loại Fe tác dụng được H2O3 đặc nóng dư, thu lý chất nào sau đây? Fe mà tác dụng H2O3 đặc nóng dư nhá, các bạn lưu ý. Anh Fe mà tác dụng H2O3 đặc nóng dư thì ta sẽ thu được gì? Thu được FeNO3 3 lần. Đúng chưa? Đáp án chính xác chúng ta đó là đáp án D. 53. Úi giời ơi, thầy mình vừa mới hướng dẫn câu này xong ạ. Các bạn cùng comment đáp án xem câu này đáp án gì ạ? Liên kết peptide mấy ạ? Đừng bạn nào chọn ngu ngốc chọn 3 nhá. Chỉ có mấy thôi? 1, 2 thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. 54. NaHCO3. 54 nào. NaHCO3 được dùng là bột nở thuốc giảm đau dạ dày do thử axit. Tên của NaHCO3 là gì ạ? Natri gì? Natri hydrocarbonate. Đáp án đúng là đáp án D. 55 bắt đầu câu đếm đây. 55 bắt đầu câu đếm này. Cho các polymer, số polymer được thực hiện bằng phản ứng trùng hợp các em nhé. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nhé, các bạn lưu ý nhé, trùng hợp. Gì ạ? Polyethylene là trùng hợp là 1. Polymethylmet acrylate trùng hợp là 2. Polyvinyl chlorua trùng hợp là 3. Polyacrylonitrile được trùng hợp là 4. Vậy chúng ta sẽ tổng cộng có 4 polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, các bạn nhớ chưa? Và đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. 56 ạ. Số chất thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng là nào, bao nhiêu chất bị thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng, các bạn comment thật nhanh nhỉ.
Etinacetat ete là 1, triolin chất béo là 2, tinh bột là 3, gliala cũng thủy phân là 4. Vậy ta có tổng cộng là 4 nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Năm 7 nào. Năm 7 một câu tính toán rất hay. Tính toán chốt đấy. Năm 7 là câu tính toán chốt đấy. Glycine. Nào, lysine số mol bao nhiêu? 7,3 chia cho 146. 7,3 chia 146. Muốn giải nhanh mình phải thuộc phân tử khối nhá, của các nguyên tố nhá, của các chất nhá. 0,05. Glycine 7,5 chia cho 75 là bằng 0,5, 0,1. Vào dung dịch chứa KOH cho KOH vào đây luôn. Là 0,3 mol. Thu được dung dịch Y. Cho Y, vậy coi như Y là gồm lysine, glycine và KOH. Cho Y tác dụng HCl dư. Thu được muối. Muối là gì? Lysine có 2 nhóm NH2 nên ăn 2 HCl. Glycine có 1 nhóm NH2 nên ăn 1 HCl. KOH thì nó tạo thành KCl. Bảo toàn lysine 0,05. Bảo toàn lysine 0,1. Bảo toàn K 0,3. Đây là kỹ thuật giải nhanh câu này của thầy mình. Được chưa ạ? Các bạn nhìn kỹ nha, kỹ thuật giải siêu nhanh. Vậy ta sẽ có này, khối lượng của muối 0,05 nhân bảng ngoặc đơn lysine 146 cộng 36,5 nhân 2. Được chưa? Cộng glycine này 0,1 nhân bảng ngoặc đơn 75 cộng 36,5 đóng ngoặc đơn cộng này KCl 0,3 nhân mở ngoặc đơn K là 39, CL là 35,5 bằng bao nhiêu? 44,45 gam các em nhé. 44,45 gam. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Wow, bây giờ chúng ta đếm câu lý thuyết đếm này. Căng đét. Căng đét các em ạ. Nào, bót bót bót. Nhưng chưa phải bót của ngày hôm nay. Chỉ là bót thôi. 58 các bạn chọn đáp án gì ạ? Làm được câu này chúng ta mới thể hiện được level. Được chưa? Làm được câu này chúng ta mới thể hiện được đỉnh cấp. 58. Thí nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí. IA thu được chất rắn là FeOH 2 lần. Khí là H2. Một cháo. COS4 điện cực trơ thì thu được chất rắn là Cu. Chất khí là O2. Hai cháo. NHCO3 thì thu được chỉ có chất rắn rồi, CaCO3, không có chất khí, bỏ. KH4 thu được chất rắn là BaSO4. Khí là CO2. Lấy luôn. Đúng chưa? NH4NO3 không thu được chất rắn, bỏ. Vậy ta tổng cộng được mấy ạ? Đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? 58, đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án. Nó phải là đáp án D các em nhé. 58 đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Tuyên dương bạn Chan Chupi đã chọn đúng. Tuyên dương bạn Trần Hoàng Pháp. Tuyên dương bạn Phương Anh, Lương Thùy Trang. Để chưa? Phương Linh, Trịnh Thu Phương đã chọn chính xác câu 58. Ok. Mạnh dạn chọn đáp án nha các em nhá. Phải lý lợm. Thì phải mạnh dạn, phải lý lợm thì chúng ta mới chiến thắng được. Câu 59 nè. Cho các phát biểu sau đây. Nào, câu 59 nè. Cho các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu chính xác? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Bao nhiêu phát biểu đúng nhé? Nào, trong mật ong chứa fructose và glu. Chính xác. Đúng luôn. Đúng chặt. Nhờ. B, nước quả chanh khử mùi tanh của cá. Chính xác. Nước quả chanh là axit, mùi tanh của cá là amin. Dầu dừa thành phần chính là chất béo. Đúng tiếp. Ba cái đúng rồi. Vải làm từ ni lông 6,6 bền trong môi trường bazơ. Sai. Làm từ ni lông 6,6 thì nó sẽ là topoliamid. Có NHCO. Thằng đấy nó bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiểm. Nên sai. Được chưa? Sản phẩm của phản ứng thủy phân xác là dùng là kỹ thuật tráng gương. Đúng. Thủy phân xác thu được glucose. Đúng chưa? Thì trong kỹ thuật tráng gương là hoàn toàn chính xác. Vậy ta sẽ có 1, 2, 3, 4 hành đúng. 4 đúng thì đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. 4 đúng thì đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. Câu 60 nào. 60 các bạn chọn đáp án gì ạ? 60 các bạn chọn đáp án gì ạ? Khẩn trương comment đáp án câu 60 ạ. 60 là câu rất hay. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối các em lưu ý nhá. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối ạ. Nào, bao nhiêu thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối ạ? FeF3 4 và H2 4 loãng thì chúng ta sẽ thu được là gì ạ? FeSO4 và FeH2SO4 3 lần. Đúng không?
FeSO4 và Fe2SO4 3 lần. Thế là hai muối chưa? Đúng luôn, cháu này đúng chặt nhờ. Cho NaHCO3 vào KOH vừa đủ. Lưu ý cho thầy là tụ từ ở đây cụm từ vừa đủ thì chắc chắn mình sẽ thu được Na2CO3, đúng chưa? Và K2CO3, chuẩn chưa? Ấm chưa? Đúng. Ý C nào? Mg gạch chân cho thầy từ ở đây là Mg dư nhá các em nhá. Phải gạch chân từ chốt ở đây là Mg dư. Mg dư thì ta sẽ thu được gì ạ? MgSO4 và Fe. Tại sao lại không thu được Fe2, không thu được Fe4? Tại vì là Mg dư thì nó sẽ tác dụng tiếp tục với Fe. SO4 lại tạo thành Fe nhá. Nên là C sai. Ok chưa? FeNO3 và AgNO3 dư thì chắc chắn mình sẽ thu được là FeNO3 3 lần và có cả AgNO3 dư nữa. Nên là hai muối đúng nhá. Phải tinh ý cái chỗ từ dư đấy các em ạ. Không là toang. Dung dịch BaOH 2 lần và dung dịch N2S4 dư thì ta thu được kết tủa BaSO4. Chú ý là đây là kết tủa nên không tan nhá. Cộng với NaOH thì không có muối, không có muối trong dung dịch. Vậy là sai. Vậy ta sẽ có bao nhiêu ạ? 1 2 3. Đúng chưa? Vậy ta kế A sẽ có là số thí nghiệm thu được cả 3 muối. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối. Câu 60. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án gì ạ? 3 thôi các em nhé. 3 thôi. 60 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án 3 thôi. 3 là gì ạ? C. Thế mình tuyên dương bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa, bạn Kiều Mai. Đấy, bạn Tường Vi, bạn Linh Nhật, bạn Trịnh Thu Phương, bạn Lương Thùy Trang, bạn Phạm Thu Hiền là những bạn comment đáp án đúng. Tuyên dương bạn Ngọc Khiết. Đấy chưa? Hello, tuyên dương tất cả các bạn và các em đã chọn đúng đáp án của câu này. Giờ sang câu 61. Câu 61 là câu bích nha. Câu 61 là câu bích. Câu cực bích đấy. Nào, nhưng mà chưa phải là câu bót. Câu gọi là chưa phải là câu bót, nó mới chỉ là câu bích thôi. Bích nhưng chưa phải bích bót. Nào. 61, số phát biểu đúng là nhìn kinh chưa? Nhìn sợ chưa? Số phát biểu đúng là, nào các bạn chọn cho thầy xem nào. Số phát biểu đúng là trong này có bao nhiêu phát biểu đúng? Nào, trong này có bao nhiêu phát biểu đúng? Bao nhiêu ạ? Khi điện phân dung dịch NaCl. Nào, khi điện phân dung dịch NaCl. Điện cực trơ mà ngăn xốp ở điện cực âm xảy ra quá trình khử H2O, còn ở điện cực dương xảy ra quá trình oxy hóa Cl. Thì âm ấy, âm là cathode, thì đúng là quá trình khử H2O rồi, bởi vì là Na cộng không bị điện phân, đúng chưa? Dương là anode thì đúng là oxy hóa rồi. Ấy, gạch nhầm, vừa đọc đúng sao? Tí toan, đúng. Ý B này, lưu huỳnh dioxit và các oxit nitơ gây mưa axit giảm độ pH của đất, phá hủy công trình, đúng. C, một vật bằng hợp kim ZnFe đặt trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa, phương trình sẽ là điện cực anode cathode, chính xác. C, đúng. Ồ, 3 cái đúng rồi các em ạ. 3 cái đúng rồi. Cho amon Cu vào amon Fe kết thúc dung dịch thu được 2 muối, xem đúng nhá. Cu này cộng Fe3 cộng này tạo thành Co2 cộng này cộng Fe2 cộng này. 2 này được chưa? A vậy là Fe3 cộng hết, đúng chưa? Fe3 cộng hết, các bạn nhìn thấy không ạ? Phải kinh tinh ý nhá. Fe3 cộng hết. Thế tạo anh này là 0,5. Anh này A 2 muối, đúng chưa? Đúng kết thúc dung dịch thu được 2 muối chưa? Cu2 cộng và Fe2 cộng. Cu này còn dư nhá. Cu này còn dư nhá. Vậy D đúng. E nào, cho các kim loại, số kim loại dùng để dùng dư khử được ion Fe3 cộng trong dịch thành Fe là 4. Cu không khử được Fe3 cộng thành Fe, chỉ khử được Fe3 cộng và Fe2 cộng thôi. Al là 1, Zn là 2, Mg là 3, Na 0. Được chưa? Vậy sai. Vậy ta có bao nhiêu phải được đúng? 1, 2, 3, 4. Được chưa? Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng các em nhé. 61 đáp án A. Thế mình tuyên dương bạn Huynh, tuyên dương bạn 3 chấm, tuyên dương
Bạn, tất cả các bạn và các em đã chọn câu 61 đáp án A, Tuyên Dương Kiều Mai, Tuyên Dương Phạm Thu Huyền, Tuyên Dương Trần Thu Linh. Rồi, Big Boss của chúng ta, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Nào, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, các bạn chọn đáp án nào? Nào, Thầy Minh Myelin Hóa Học các em nhá. Các bạn nhớ follow Thầy Minh Myelin Hóa Học. 62 ạ, lấy đề ở đấy luôn. 62 ạ, phát biểu sau số phát biểu đúng là. Nào, phát biểu sau ạ, số phát biểu đúng là. Đúng rồi, sáng nào thầy cũng like vào lúc 5:15. Sáng nào cũng like từ bây giờ đến thì. Khi rớt vài giọt dung dịch HCl vào vải sợi bông, chỗ vải mụn dần rồi mới bục ra, do cellulose trong vải bị oxy hóa là sai này. Bị thủy phân nhá. Thủy phân đây là phản ứng thủy phân trong môi trường axit mà. Sai. Được chưa? Đun nóng hỗn hợp cùng ancol metilic acid mess acrylic trong dung dịch H4 đặc thu được sản phẩm là metin mess acrylate dùng để tổng hợp thủy tinh hữu cơ. Cái này B này đúng này. Polyethylene, polyvinyl chloride, polymetin mess acrylate, polyacrylon nitrin dùng là chất dẻo. Thằng này chất dẻo đúng, nhưng thằng này là tơ. Sai. Thủy phân hoàn toàn peptide trong môi trường bazơ thì thu được alpha amino acid là sai. Phải thu được muối, tại vì là các amino acid sinh ra nó sẽ tác dụng với lại môi trường bazơ để tạo thành muối mà, nên là sai. Trong phần ứng tiêu hóa giữa H2O được tạo thành từ OH của nhóm CH của acid và H của nhóm OH của ancol. Cái này đúng. F chỉ quỳ tím phân biệt được alanin không đổi màu, lysine màu xanh, acid clu màu đỏ. Đúng. Nước ép quả chanh khử được mùi tanh của cả, hoàn toàn chính xác. Bao nhiêu phát biểu đúng? 1 2 3 4. Chúng ta có tổng cộng 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nha. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án B. Wow, và đến đây thầy mình đã hướng dẫn cho các bạn chinh phục xong 62 câu của đề luyện phản xạ hóa học đề số 04. Và thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment trả lời đáp án trong cái buổi học này. Và thầy mình rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em theo dõi, luôn luôn đặt xem trước kênh của thầy mình, để chúng ta sáng nào chúng ta có ở bên nhau từ bây giờ đến hôm thi, và chúng ta chiến đấu cùng với nhau để chúng ta giành chiến thắng. Các bạn vui lòng lấy đề được đăng sớm hàng ngày trên Thầy Minh Myelin Hóa Học. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn và các em buổi sáng vui vẻ nhá. Bye bye.